nghệ sĩ Bình Tinh, được ba nuôi Vũ Linh dìu dắt truyền nghề, vực dậy đoàn Huỳnh Long. Còn nhớ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, Bình Tinh cho hay, di chúc ba để lại cho con gái nuôi là giữ đạo đức, hát hay, diễn giỏi, luôn cố gắng. Tài sản khủng ba để lại cho con gái nuôi là duyên, là nghệ thuật. Bình Tinh đoạt giải quán quân sao nối ngôi năm 2016, cùng cuộc thi đó ca sĩ Hồng Phượng xếp thứ ba. Nữ nghệ sĩ cải lương Bình Tinh nói cô may mắn được Vũ Linh yêu thương như con ruột nên chỉ biết lo lắng, chăm sóc cha nuôi chu đáo hết mức có thể. Ngày Vũ Linh qua đời, cô sát cánh bên người thân, cùng lo hậu sự ông Hoàng cải lương tuồng cổ. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân chưa từng có suy nghĩ dòm ngó đến bất kỳ tài sản nào của cha nuôi. Một đồng tôi cũng không quan tâm chứ đừng nói là cả gia sản lớn. Sự truyền đạt, dạy dỗ của ba để tôi bước đi vững chắc hơn với nghề mới là tài sản lớn nhất ba để lại cho tôi, cô nói. Bình Tinh cho biết cô hạnh phúc mỗi khi được khán giả khen con gái Vũ Linh hát hay quá. Cuối mỗi show diễn Bình Tinh được nhiều khán giả lì xì tiền, tặng hoa và quà kỷ niệm. Quý khán giả hãy bấm đăng ký kênh YouTube Tin Giải Trí để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày nhé. Cuộc đời thăng trầm và sự vươn lên của Bình Tinh. Bình Tinh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông bà ngoại của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai. Cuộc đời và sự nghiệp của Bình Tinh không mấy suôn sẻ. Cô lọt lòng mẹ đã khó nuôi nên vừa lên 1 tuổi, soạn giả Bạch Mai gửi con vào chùa cho các sư thầy, đến 5-6 tuổi mới được về nhà và gia nhập đoàn đồng ấu Bạch Long. Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng. Hơn 10 tuổi, cô rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa. Bình Tinh nhỏ bé nhưng sự kiên cường của cô khiến nhiều người phải nể khi đang từng bước khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Bình Tinh là một trong những nghệ sĩ Việt trải qua nhiều biến cố khi cô chứng kiến nhiều người thân là các ngôi sao nổi tiếng qua đời trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Cụ thể, Bình Tinh đã mất đi nhiều người thân là mẹ, dì Kim Phượng, cậu Thanh Châu, Thanh Linh, họ đều là những nghệ sĩ tài danh. Một nỗi đau quá lớn, thế nhưng cô gái mạnh mẽ ấy đã cố gắng vượt qua và với tình thương yêu của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như Việt Hương, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Hữu Quốc. Sau liên tiếp trải qua nhiều biến cố, Bình Tinh cũng mất đi người cha nuôi mà cô yêu mến, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong tang lễ cố nghệ sĩ cách đây vài tháng, cô là người phụ giúp cùng gia đình lo tang lễ. Quý khán giả hãy bấm đăng ký kênh YouTube Tin Giải Trí để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày nhé. Vực dậy đoàn Huỳnh Long. Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long là tâm huyết của gia đình Bình Tinh. Cô mong muốn thay người cha quá cố và anh gánh vác đoàn. Nhờ gia tài tác phẩm mà mẹ là cố soạn giả Bạch Mai để lại, Bình Tinh tiếp tục kế thừa và dựng lại nhiều vở ăn khách. Cách đây không bao lâu, Bình Tinh dựng lại vở diễn Sự Án Phi Dao và được khán giả đón nhận không ít. Sau đó, cô còn đưa đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đi miền Trung biểu diễn cho bà con xem miễn phí. Mới nhất, nữ nghệ sĩ đưa đoàn cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Ngọc Huyền, Hoài Linh sang Pháp biểu diễn phục vụ khán giả tại đây. Đoàn Huỳnh Long hiện tại, ngoài các nghệ sĩ khách mời là những ngôi sao trong từng vở diễn thì lực lượng trẻ vẫn là nòng cốt. Họ vẫn cần thời gian để hoàn thiện thêm ca diễn dưới sự dẫn dắt của nữ nghệ sĩ. Trong năm qua, Bình Tinh đã đoạt huy chương vàng cá nhân vai bé Yến vở mảnh vỡ tại Liên hoan kịch nói toàn quốc tháng 1 năm 2022, huy chương vàng vai Tống Thị Quyên vở Vương Quyền và huy chương bạc vai Hạ Kiều vở Vương Đạo, vua Thánh Triều Lê tại Liên hoan cải lương toàn quốc. Hôn nhân kín tiếng. Chồng của Bình Tinh là ca sĩ Nhật Minh, cả hai có một cô con gái bé các năm nay 7 tuổi, rất thích ca hát, tương lai rất có thể sẽ nối nghiệp gia tộc. Bình Tinh cho biết cô và chồng luôn tôn trọng nhau ở hai lĩnh vực. Đồng thời, cặp đôi ít khi muốn phô trương trước khán giả về vấn đề hạnh phúc gia đình. Lý giải cho điều này, Bình Tinh thật lòng chia sẻ, nghề này ngộ lắm. Khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay qua hết thích nữa. Bởi vậy tôi giấu dữ lắm. Cho nên hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình. Bên cạnh đó, Bình Tinh còn hé lộ cô là trụ cột chính gánh vác về kinh tế trong gia đình. Trong khi, chồng cô lại là người đứng phía sau hỗ trợ cho vợ như ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính bởi có một hậu phương vững chắc nên Bình Tinh luôn yên tâm để làm nghề. Nghệ sĩ Bình Tinh chửi Văn Minh,
Cô ca sĩ họ Lê đánh đổi sự nghiệp vì lòng tham. Mến chào quý khán giả kênh YouTube Tin Giải Trí. Sau khi lộ ghi âm chửi Bình Tinh trong nhóm chat Hồng Phượng, Bình Tinh lên tiếng. Trái đất vốn tròn, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Đối với những người hiện tại đang bênh vực và bảo vệ cái sai của em, khi drama này kết thúc, họ vẫn bình thường với cuộc sống của họ. Đơn giản họ có công việc riêng của họ, họ không làm nghệ thuật. Không ai biết họ là ai. Họ thỏa sức chửi bới những người nghệ sĩ bằng những Facebook cảo. Và cuối cùng tất cả những điều đó em sẽ là người gánh chịu hết. Người mất mát nhiều nhất vẫn là em. Mất hết tất cả. Dừng lại đi em. Cái gì không phải của mình mãi mãi vẫn vậy. Đăng kèm ảnh ba nuôi Vũ Linh, Bình Tinh xúc động cho biết, chiếc bánh cây Noel này là lần cuối cùng con tặng cho ba. Năm nay hết tặng rồi. Thưa quý vị khán giả Tin Giải Trí, sau lùm xùm tranh giành tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh, cháu gái ông là ca sĩ Hồng Phượng đã phải tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì khán giả cả nước tẩy chay. Trong khi đó Hồng Loan con gái ông được hàng triệu người ủng hộ. Hai người con nuôi là Vũ Luân và Bình Tinh vẫn miệt mài đắt sâu diễn. Sau mỗi đêm diễn Bình Tinh được các khán giả yêu thương tặng rất nhiều phong bì tiền, hoa và quà kỷ niệm. Vậy có lẽ là điều Hồng Phượng rất mong muốn có được. Bình Tinh bị nghệ sĩ Kim Thoa và nhóm Phượng Ve lập mưu hãm hại. Tôi không tin điều này có thể đến với tôi. Tôi có hại ai và động chạm đến ai không? Sao lại hại tôi vậy? Ba ơi, trong đây có ai ba soi xét giùm con? Ai là người chỉ huy? Sau đây là những tin nhắn bị lộ trong nhóm chat đang bàn kế hoạch hại danh tiếng của Bình Tinh.